Vâng, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với Kawas. Hôm nay em có về cho anh em một cặp vàng đúc 18K. Rất là đẹp anh em nhé. Ở đây em đang có một chiếc Omega và một chiếc Zenith này. Đấy, thì cả hai chiếc đều là vàng hồng đúc nguyên khối. Đấy, rất là giá trị. Này, có thể coi là giá trị nó trường tồn mãi với thời gian luôn. Nếu mà anh em chơi vàng đúc. Đấy, có những chiếc Omega mà vàng đúc từ những năm 70, 80 đến tận bây giờ vẫn còn hơn 150 triệu. Thực sự rất là giá trị. Giá trị thứ nhất là về độ hiếm, thứ hai nữa là về cái vật liệu. Vật liệu vàng đúc thì luôn luôn là một vật liệu rất là có giá trị theo từng năm tháng và theo thời gian. Ok, thì hôm nay em về được cặp này giá rất là tốt cho anh em chơi. Đầu tiên thì em lên chiếc Zenith cho anh em đi. Đây là một chiếc Zenith thuộc dòng Captain. Đấy, toàn bộ chúng ta sẽ đều được làm bằng vàng hồng đúc nguyên khối 18K anh em nhé. Kính có phủ AR chống lóa màu xanh rất là đẹp. Đây, khi chúng ta nghiêng sang một góc ấy, đấy, nghiêng sang thì nó sẽ ánh lên màu xanh rất là đẹp. Đây, sẽ zoom lên một chút này, anh em nhìn rõ được cái thiết kế của em nó này. Thiết kế của cái dòng Captain này là nó hơi hướng về cái sự thanh lịch, sang trọng và đơn giản. Đấy, cho nên là anh em nhìn thấy là cái mặt đai của em nó có thể coi là làm tối giản hết mức có thể. Đấy, chúng ta chỉ được trang bị cọc vạch, kim cũng rất là nhỏ nhắn. Đấy, tạo nên một cái nét đặc trưng của cái dòng Captain này. Đấy, rất là đẹp anh em nhé. Size em nó sẽ là size 40mm, độ mỏng cực kỳ ấn tượng. Đấy, mỏng chỉ khoảng 9mm thôi. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Chúng ta sẽ được trang bị là khóa và phần vỏ này đều được làm vàng hồng đúc 18K anh em nhé. Đây, khóa chúng ta có chuyện ao 750 này, cân đều lia đầu cho Vecna bên cạnh. Phần đáy cũng thế anh em nhé. Phần đáy chúng ta sẽ cũng có chuyện ao 750 này. Đấy, cân đều lia đầu cho Vecna hai bên. Thuộc dòng Captain này. Ở dưới chúng ta sẽ có mã sản phẩm này. Mức độ trong nước là 50m, 50m so với một cây, so với một chiếc đồng hồ thuộc dòng Classic thì cũng là mức trong nước tương đối là cao rồi anh em nhé. 50m thì anh em sử dụng nước nôi đi mưa nhỏ thoải mái, rửa tay đi mưa nhỏ thoải mái. Đấy. Đây. Đấy. Cái phần đáy của chúng ta sẽ được cố định bằng những con ốc vít này. Đấy, làm rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Cả hai chiếc thì là tình trạng là độ mới cao anh em nha. Độ mới như con Zenith này, như chiếc Zenith này thì còn khoảng 97%. Đấy, tình trạng nguyên bản, chưa sửa ba, chưa làm gì cả. Đấy, máy móc thì nguyên zin hết anh em nha. Máy móc phải cam kết là nguyên zin hết. Dây thì đã lên một bộ dây da rồi này. Đấy, khóa zin này, đồng hồ zin và có hộp sổ đi kèm cho anh nhá. Đấy, anh em cùng ngắm kỹ lại một chút nữa, cái em nó rất là đẹp. Đấy, cỗ máy được trang bị cho em này là cỗ máy Calibre 2527 của nhà Zenith, một cỗ máy rất là cao cấp. Cỗ máy này có, đây chúng ta sẽ được trang bị là cỗ máy chạy chuẩn chính xác và có mức tích cót lên đến 50 giờ. Đấy. Nói chung những cỗ máy của Zenith thì luôn luôn là một cái thế mạnh của họ. Mặt đầu chúng ta sẽ được làm trải tia này, có sunburst luôn này. Đấy, trải tia sunburst rất là đẹp. Mặt này là mặt trắng tinh em nhé. Núm có logo của ngôi sao năm cánh của Zenith. Đấy. Ở trước này thì bên em đang giao lưu với em mức giá là 106 triệu anh em nhé. 106 triệu. Đồng hồ còn hộp sổ này. Và đồng hồ zin nguyên bản, bảo hành 5 năm cho anh em yên tâm sử dụng. Một bản vàng đúc rất là đẹp. Size 40 này thì nó sẽ phù hợp cho anh em tay từ 15.5 trở lên anh em nhé. Đây. Càng nó cũng khá là ngắn cho nên là cũng rất là dễ để lên tay. Đấy, tay em 15.8 thì đang đeo rất là vừa, cực kỳ vừa luôn, đẹp, rất là đẹp anh em ạ. Ok, tiếp tục em sẽ lên cho anh em một
chiếc lên cho anh em chiếc Omega đi. Đấy. Bản này là bản kỷ niệm 55 năm. Sorry nhé, bản kỷ niệm 50 năm ra đời cái dòng review anh em nhé. Đấy, thì hãng có ra mắt một bản kỷ niệm rất là hay. Đây. Chúng ta sẽ có một cái đáy kín này. Đấy, ở dưới này sẽ có logo này. Đây. Em này thì zin nguyên bản này. Đồng hồ rất là đẹp. Full hộp sổ anh em nhé. Chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ như thế này và một cuốn sổ nữa để kèm cho anh em. Chiếc này thì cũng tình trạng là thất lạc thẻ anh em nhé. Đấy, hơi đáng tiếc một chút xíu là thất lạc thẻ, thì tuy nhiên thì em sẽ sale giá tốt cho anh em chơi thôi. Đây. Đấy. Lên trên tay rất là đẹp anh em ạ. Thực sự cái thiết kế rất là đẹp. Em lên cót một chút cho nó hoạt động anh em nhé. Đây. Cái điểm nhấn lớn nhất có lẽ là cái bộ cọc học sò này. Rất là ấn tượng. Kết hợp với một cái cọc số 12. Cọc số 12 này. Đấy. Được làm màu đỏ rất là nổi bật. Đấy. Với thiết kế nhìn vẻ bề ngoài thì nó sẽ vẫn là một cái form của cái dòng The View anh em nhé. Nó sẽ vẫn là một cái form của dòng The View, nhưng mà em nó đã được thay đổi một chút. Đấy, để nó có cái sự khác biệt so với các chiếc khác. Đấy. Về cỗ máy và về các cái thiết kế thì nó vẫn gần như là tương đương với các dòng The View thông thường. Đấy. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là cái mặt dial này. Chúng ta đã được trang bị một bộ cọc học trò rất là ấn tượng. Toàn bộ phần khóa này, vỏ này đều được làm hồng vàng hồng đúc nguyên khối 18K anh em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có chuyện AO750 này, chuyện logo Omega này. Đấy, máy thì vẫn được trang bị của máy Calibre 2500, một cỗ máy có thể coi là đặc trưng của nhà Omega, được lắp lên rất là nhiều các cái dòng máy, các chiếc đồng hồ. Đấy, cỗ máy này chúng ta sẽ có 27 chân kính, tần số động sẽ là 25.200 mbps anh em nhé. Và tích cót là 48 giờ. Cỗ máy chạy chuẩn tonometer này, chạy rất là chính xác và bền bỉ. Đấy. Size em nó sẽ là 39.5mm, phù hợp cho anh em cổ tay từ 15.5 trở lên. Đấy. Độ dày thì khoảng hơn 10mm một chút xíu thôi. Đây. Đây, em sẽ trên tay luôn cho anh em nhé. Đấy. Lên tay thì rất là đẹp. Tay em 15.8 anh em nhé. Nhưng trên tay đang rất là vừa vặn. Những cái bản vàng đúc như này anh em mà kết hợp sơ mi ấy, thì nó rất là sang trọng. Đây. Chiếc này thì bên em đang giao lưu mức giá rất là tốt để anh em chơi và sưu tầm nhé. Bên em đang giao lưu là 144 triệu. Đấy, một chiếc đang có đợt này đang có giá rất là tốt để anh em chơi và sưu tầm với một bản limited như thế này, chỉ sản xuất đúng 50 chiếc thôi anh em nhé. Đấy. Chiếc này bên em vẫn cam kết là đồng hồ zin nguyên bản này, đồng hồ khóa zin nguyên bản này, bảo hành 5 năm anh em nhé. Đấy, cả hai chiếc đều như thế. Đấy. Đấy, mỗi chiếc thì nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng. Đây. Ok, anh em mà có quan tâm đến chiếc nào thì cứ inbox Zalo cho em nhé, hoặc gọi trực tiếp qua số line của em cũng được. Đấy, tất cả các cái thông tin liên hệ em có để cho phần mô tả anh em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.